ngồi chỗ này, dạ. Ngồi chỗ mình uống nước trà. Mà hồi nãy có con rắn nó bò lên nằm dài ngay đó. Ôi nằm ở đâu cô? Nó nằm dài nãy chỗ ngay cái bàn nó đó, rồi nó bò đi thôi. Vậy đó hả? Đó, nó nằm chỗ nào cô chỉ con coi. Nè, con rắn. Trời ơi, nhận qua tao chạy xe giờ con rắn bò nhanh. Nãy nó bò đi hai lần. Ghê vậy. Dạ. À, nói con giỡn ốc luôn á chỗ. Chỗ nào đâu cô? Vậy là thường là chị Hương là chú ngồi ngay chỗ nào? Ngồi ngay chỗ này. Ê, à, ngồi nãy giờ chỗ con ngồi hả? Là ông ngồi. Mà sáng bữa nào cô nói. Con nói... rắn hồi nãy con rắn. Con cũng nghe nói hồ cá nó ăn cái dầm dầm. Nó lòi ra rồi. Trời. Vậy cặp mắt sao mà lội đi ra được? Nghe thằng ấy nó kể tại dạng cái dạng mà nó cá ghẻ cái gì đó. Mương nó cá chê với cá chê nữa mà. Mương đặt cá chê là nó ghẻ. Cá chê thì mà chị được. Phi ha. Cá chê trắng cái gì. Ôi giống mấy con cá đó nó ăn tạp. Ờ mấy con cá đó nếu mà có cá là nó ghẻ là phải rồi. Cá nó ăn. Chị nghe hô thằng cổ nó hô là lòi cái hai cái con mắt đi ra luôn hả chị? Không có đâu. Nó hơi là lộn. Nó hơi là kiểu như cá nó ghẻ mất thịt đó. À, mất thịt mất dầm dầm luôn nè. Trời ơi tội lắm. Vân xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Phúc đang có mặt tại ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. À, được hay tin là chú Tấn 68 tuổi ra đi ở mương sau nhà không ai hay, tới bốc mùi luôn quý vị khán giả. Thì hôm nay Phúc đến đây để mà chia sẻ lại câu chuyện của chú ra đi như thế nào. Và Phúc sẽ gặp người thân và tìm hiểu rõ sự việc, nhờ người nhà chia sẻ rõ ràng câu chuyện tại sao chú ra đi mà tới không ai hay luôn, mà ra đi tại nhà mình, gần nhà luôn, không ai hay biết hết. Thì sự việc như thế nào Phúc sẽ mời cô chú anh chị xem tiếp video này nhé. Thưa cô chú anh chị, đây là lối vô nhà của chú Tấn 68 tuổi nè quý vị. Cái bờ rất là nhỏ luôn, ở bên hông đường đi là cái ruộng luôn quý vị không dạ. Trời ơi, vậy là ổng của ổng tụt đi xuống đó hả? Đó, cái sâu nhỏ đó đó, Rồi vậy là chú lấy cái gạo đó ha. Kìa, cái chảo bắt vừa kìa. Ổng không xuống. Kìa cái xô kìa. Cái xô đó chứ mương chưa cần tao qua. Ủa rồi hai cô dưới là chú là sao? Anh hai thì. Dạ. Tôi là anh thứ ba. Rồi bữa hổm là khi mà chú đã gặp như vậy rồi là bữa đó cô có cha đi qua không? Không có. Cũng như là nhà ở xa chơi nhà. Dạ. Rồi có ông bên nổ ông hai ông chấp bên à. Dạ. Nhưng mà chú ở có một mình, nhưng mà ngày thường rồi mà có con được đi vô đây không? Không, không cũng như là hai ba bữa thì nó mua đồ ăn với em ra cho ổng vậy đó, rồi cái ổng bữa nữa thấy nó thăm. Đó cũng như ngày mấy đứa con riêng tư hết trơn rồi, lâu lâu mới đem đồ ăn. Sáu đứa con rảnh anh em vô, đứa kia rảnh em vô. Sáu đứa con mà bốn gái là trai nữa, có công việc làm nó bốn đứa con gái có gia đình thì ở riêng chơi nha. Yeah. Rồi con trai cũng vậy luôn. Rồi có thằng cháu thì nó còn chưa có vợ nhưng mà nó đi làm anh phố á. Dạ. Rồi nó ở trong mình rồi hai ba bữa thì mấy con gái nó nấu cơm nó đem ra. Dạ. Đem đồ ăn ra vậy đó. Ủa nhưng mà hai cô nghĩ là chú đã chắc chú đã qua đời ở đây là con nghĩ là chắc cũng lâu rồi ha cô. Chắc có lẽ là cũng chắc có lẽ là 7 giờ chiều có một đêm một tại tại sao? Tại vì chú đã bốc mùi lâu rồi. Bốc mùi biết không thì chắc có lẽ không hết vậy đó. Tại vì chắc chiều 4-5 giờ thì vẫn còn ở dưới nhà em ngồi nói chuyện chơi với á. Dạ. Rồi cái sình lên là chắc có lẽ là ổng chết chắc hết. Trời ơi. Chắc là khoảng chẳng vàng. Một chẳng vàng rồi qua một đêm. Một đêm tới 10 giờ mấy tới 2 giờ mấy mới hay, cũng như là một ngày một đêm cũng như 2 ngày rồi. Trời ơi. Không phải ngày phải không? Rồi ổng chết 6 giờ chiều đây rồi tới 10 giờ sáng rồi hay. Ừ. Trên 24 tiếng thôi. Rồi đúng rồi. Không còn nhà thằng em ở dưới ăn nội chứ nhà chứ không chơi chứ. Trời ơi, dạ.
ngày chiều 4-5 giờ là người con thứ tư còn đem cơm vô cho ông nữa mà. Bữa ngày bữa 16 là em đi đám dỗ về. Đó, đổ rồi, cái đó khách của mình tét trong ăn. Ông còn hỏi này nọ vui vẻ nữa, ông ăn. Qua bữa ngày 17 em đi thêm cái đám dỗ nữa, đem về ông tự vô nhà ông quán ăn luôn. Rồi qua bữa 18 sao không thấy ông nữa. Chú có bệnh nền gì không mấy con? Thì cái kiểu như là già già rồi hồi đó ổng đi làm hồ ổng uống rượu cũng như cũng viền viền còn hơi yếu yếu vậy thôi, trong người vậy thôi. Cũng như bệnh gì để phát hiện nha, không nhức giò rồi, cũng như hai ba ngày trước thì ổng nhức giò, hai ba ngày trước thì ổng cũng như là ổng có đang có diễm đó, chụp cũng đi cầu vậy thôi. Đi cầu rồi mấy ngã một số cái ngã trời chứ ổng có cái tài tiếng thôi gì á. Không, mà con nghe là chú rất là tiết kiệm á, cô múc nước ở dưới sông lên xài không? Chị đây nè, đây đi ra đây rửa được rồi, ổng rửa được rồi. Dạo ổng múc cái ông dạo mà tiện nước hay vậy á. Rồi ổng xuống đó ổng múc không xài. Trời ơi. Tại hai chú lại đây ổng dặn rửa giò cái cây đâu có sao đâu. Đó ổng đợi đó. Cái dạo đó là tiện nước á. Mà nước có nhiêu tiền đó mà ổng tiện dữ như vậy. Nè đây có cái xô múc nữa cho dưa. Đó cái xô múc đó. Con nghe chị gái chị nói là cho cái bếp ga nhỏ mà chị chú không nấu mà không chắc củi tay đạn đi ổng luôn ổng có cái giường mênh mông vậy nè mà ổng đi lụm tối ngày đó. Rồi ổng lụm rác trong đường sạch trơn thấy không, đó hôm qua hôm nay mấy đứa nhỏ đâu có quét dọn đâu. Khi mà cô cho hỏi là khi mà cô nghe là những người trong gia đình mà báo hồi hôm là chú đã qua đời, chắc là cô cũng không có tin thôi ha. Đó nó nhà tôi trong kia kìa. Rồi thằng dễ nó điện cho thằng em, con em dễ nó nhỏ út đó, nó út trong này nó mới chạy ra tôi ở trong nhà kia. Nó cây ở trong nhà đó, trên đầu cây á. Nó chạy ra nó kêu cô ba. Rồi thằng cháu nội tôi kêu bà nội. Nó hỏi cái gì? Nó nói là có ai kiếm bà nội nè. Cái hỏi ai kiếm gì ra đây nè. Tôi ở trên đầu cây á. Rồi xem qua. Cái nó mới ra. Con nhỏ này cái út trong này nè. Cái út con chết nè. Nó bây giờ nó con hỏi là ai kiếm ra gì ra đây. Ba con mất rồi. Trời ơi. Rồi đó rồi cái hỏi rồi. Mình cũng vấn vấn rồi hỏi còn sao mất cái đó. Cái đó mới nói là con cũng không có biết nữa. Nghe anh nói đằng anh dễ á. Anh điểm cho anh nói không mất rồi con chạy ra đây rồi cho con hai luôn chứ con chưa bị không mất gì cái chơi gì nữa. Yeah. Rồi cái đi ra đây gần cái ghế nhỏ nhỏ này. Rồi nó mới nói là anh tính mưa. Cái đầu rễ nó sau cái lung tính nó chạy vô. Nó chạy vô thăm mẫu. Dạ. Sau rồi gặp cái mạnh thôi nè. Trời ơi. Anh tính á. Dạ. Rồi mấy người đi ruộng cái ẩm vớt xác cũng lên. Có người đi ruộng xác bên đây. Ruộng xác bên nhà vớt cũng lên. Dạ. Yeah. Vô rồi khiên phụ lên để ông nhận đây nè. Quá trời đau lòng ha. Ra tới đây rồi mới nghe. Ra tới nhẹ nhẹ. Thấy ông có nghiệp lắm. Ảnh hiền quá người khô rồi. Dạ. Vợ ổng mất ngay là hồi nhóm ba mấy năm rồi ổng lên ba mấy năm rồi hồi ổng mất bằng nhẫn cái út mất ba trăm ngàn vợ ổng không có chạy ổng để vợ ổng mở giải nuôi con rồi đó. Trời ơi là ổng vợ ổng mất rằng cái út cặn mất có ba trăm rưỡi đấy ba trăm rưỡi mà ổng ở tới giờ luôn hả? Ổng mở tới giờ luôn dạ sao nữa. Trời ơi con đó mà ổng cũng sao rồi đó ba tháng rưỡi là tự nuôi luôn á ha, tự nuôi luôn á. Ôi giá trời ơi chứ rồi đây hồi đang ngủ đây nha. Như vậy là quá trời quý ha. Vậy là ổng hiền cái nỗi vậy luôn á, còn hiền vậy đó, cũng thương mấy đứa con lắm. Vậy là chú ở vậy tới giờ này không có cô bà nào không quen bà nào không? Không quen. Ai đâu dám vô. Dạ. Sáu đứa con ai dám vô. Dạ đúng rồi con, nhìn thầy thấy cái con mà đều đó. Đó là nghe nha, hồi cái chết vậy đó. Ông chết bạn nhỏ nhỏ có bao nhiêu tuổi nè. Cái gì hai của nó nghe vậy hai nó ở thành phố á, kêu thôi cho đi. Rồi vậy hai cái đem về tôi không cho đó. Không cho luôn á. Thương con. Ừ, để thương con. Để thương con. Vợ không quen ai luôn. Vợ. Trời ơi. Gặp cái đó mà gặp mấy cái người khác là chắc định vài tháng là kiếm bà khác hả? Bà tôi nói vậy nè. Chắc người ta không dám vô. Dạ. Rồi mình nói gì? Tại giờ hồi đó ổng là hồi đó còn trẻ ổng cũng đi làm hộ. Dạ. Rồi mà ổng già còn yếu là ổng đi được. Dân đi làm hồ cũng bà này bà kia dữ lắm à. Dạ. Ủa vậy là ngày hôm qua là dướng lên là chú là nằm sát mé bển luôn hả con? Cái này nằm ngay đó, nằm ngay chân ngay chỗ cái dưới này xanh xanh đó. Trời ơi. Ủa sao nãy hôm là cái chú kia chỉ thằng kia? Sát mí xanh xanh phía bên kia đó. Đâu hậu qua tôi không biết nghe nhưng mà tôi ra tôi hỏi cái thằng kể đó, tôi hỏi ông nằm đâu nó nằm ngay đó anh biết đâu. Dạ. Cái ngăn ngăn nó nằm ngay đó đó. Dạ. Chứ mình không có thấy. Mà ngày thường không biết chú có bị chóng mặt nhức đầu gì không ha? Cái đó là không đúng ha, hay sao nhức giò.
Nhưng mà con nghe chú kể là cá nó đã dĩa tay với dĩa cái dòng cái con mắt ở trên con. Ờ sao nãy nghe đấy, nãy nghe ai nói là nó nhỏ nhỏ kia nó hỏi chị có lên chị coi ảnh không, nó hỏi tôi nghe từ sợ tôi không coi nó nghe nó có bị cá dĩa ăn mắt không sao không biết đó. Nó nói nghe dĩa dọc con mắt anh xương mài nó ghê được chứ cái cá đi mà lắm gì đâu á mày nay có mùi quá mà nhiều khi lòng tông bộ nó nghe mùi lòng tông tép đâu chị không có ủa mấy cái con tép nghĩa không ta nghĩa chứ tép nó cũng nghĩa mà càng nó kèm ngửa lại nhắm ngửa ôi ngửa lại bỏ bỏ đi đi ngửa mấy cái hôm qua ta hỏi là ông sao nằm đâu nó nói là ông nằm ngay chỗ đó đây dạ 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 thôi con cảm ơn con nha đó không chết ta hồi không chết thì cái út không có mấy cái bà cũng vậy rồi thôi ba mấy năm rồi đúng ra là chú vậy là của chú hay ha ổng ở không gì mà mấy chục năm vậy ghê thiệt chứ rồi mình nói hồi nào chắc người ta không dám vô sáu đứa con mà ai chắc dám vô mà ổng ở không mấy chục năm hả mà ổng không có đi chơi gái đồ đâu ổng hiền quá bộ bịch gì đâu. Dạ. Nè, chú qua đài ở dưới cái mương này trời. Bữa đó nước lớn vậy không cô? Thì nó cũng như trang vậy nè. Dạ. Thì má ra hồi. Tôi mới dắt lên đây. Tôi mới dắt lên đây. À, vậy là chú lấy cái thùng bi nhỏ đó. Đó, cái đó đó. Nghĩ là nghĩ là cái thùng. Quay. Dạ. Tôi mới dắt lên đây. Kiểu như là ấy cái thùng xuống gịch lên chắc nghĩ là trọt chân và cái đất này nó tơn quá nó tọt cái chân luôn là cái giòn bị khớp dạ tôi mới chết cái thùng ta để lên với lại trời nó cũng còn sâu đình nha chỗ nó nước á dạ thì thường nghe chị nói là hàng ngày chú hay múc thùng bê để đây có hàng làm chú rửa nè trời ơi nước mưa nước đổ hai ba luôn nước này nóng nước này mà tiền sợ chết tiền mà tiền ngấu xuống đó nước máy nè sợ xài nhiều tốn tiền nhiều đó. Rồi đúng rồi dưới mình thấy nè nước này dưới mương này nó cũng trong nè thôi xúc lên xài dạ bếp ga có không nấu mà nấu bằng mấy cọng nó vừa dạ. Ô mà cái hồ này hình như có nuôi cá hay gì cô mình thấy cá nheo cá đủ chứ cá có xây cũng lên cao rồi đó xây xuống còn không nghỉ luôn à nó xây ghế càng cho xi với hồ đồ mau cứng ý là mấy anh với mấy chú ở đây làm tích cực cho nhanh thôi bạn gọi sớm ha cả nhà đây là chú Tuấn ăn nghỉ ở đây đây là đất nhà luôn chỉ cho chị này biết là ngay chỗ đó luôn. Nãy là phát hiện cái xô nằm ở dưới nước luôn hả? Đó, em thấy ở dưới mương này cá lòng tông gì nó móng suốt đó, cá lòng tông. Cá rô phi hả? Ôi vậy là em nghĩ cá rô phi chắc nó của nó dễ gì. Cá nó dễ. Con cá rô phi là của nó dễ dữ lắm. Nó kìa nó móng quá trời. Tại vì em nghe nói là chú là tai chứ không dễ. Ghê không? Cái xô này cái quai ngắn quá chắc chú cũng phải khom xuống nha. Trơn á.
gông nè. Này trơn lắm nè, nếu mà mang đi dép như tôi em gì cũng sợ. Không có người giấu người trơn. Ờ đó. Đúng rồi. Dạ. Chứ mấy ông quần mình mong thấy cũng tiếc. Ừ, ai cũng vậy. Rồi. Sắc. Dạ. Gom tặng cái nấm rồi 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 cái nhỏ bên lộ bên nha càng gần bên xíu xíu phải như vậy ở là cho cô dân cứ đó nữa quá ủa vậy hả bữa nó mặc cho ta nó nhịn nó bữa 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 nào khi không có nhổ cơ mấy sao bữa đi vừa dở ra ăn gom biết nha ờ gom tặng có nấm trời ơi gom tặng có nấm cái nó đi làm cho người ta nó dở là nó nhổ nấm nữa vậy nó mới dọn vô đó nó bắt dạy vô đó dạ khiến nha ha cô khiến khiến bờ da máy sáng ủa vậy là té ra hồi nào sáng chắc chị chiều rồi chăn trà vô 4-5 giờ chiều thì em nó còn chiếc cửa nhà hùng á nó lộn như vậy là cách một đêm rồi một đêm nó nóng hết nghe nói là 4-5 giờ chiều người con thứ tư còn vô đây đem đồ ăn vô đây nữa rồi vậy là chú khi mà người con thứ tư về chú mới đi ra bên đây múc nước thì vậy ổng chiều đó trời chắc chiều tối bởi vậy mà ổng mới chắc dạng á đó tới sáng là mấy tiếng đồng hồ rồi tới 10 giờ trưa nữa. 10 giờ trưa mới gặp mấy là bởi vậy có mùi. Hơn 12 tiếng rồi, 6 mùi rồi. 6 sáng là sao là 12 tiếng rồi. Nó không có mùi gì hết trơn. Gần giáp tử luôn. Rồi dẫn chuyển ba cái vật tư vô bằng xe Honda. Xe Honda. Đường rất là nhỏ, xe bờ ruộng đó cả nhà. Mấy anh này từ hồi sáng giờ anh chuyển bằng xe Honda không ba bốn xe vận chuyển xi với gạch vô đúng rồi đây có cái nhà mà ở một mình nữa hai đứa em nói dưới đó cô dạ cô là cô em của em ruột em ba anh thứ hai dạ. Dạ. Dạ, 68 tuổi mà ở có một mình mà. Bốn đứa gái ba chồng có lại riêng hết trơn rồi. Nó đi làm hết trơn rồi. Ủa nhưng mà của chú có người trai nào không cô? Hai thằng trai, đi làm trai cũng nhận trai cũng ba. Cũng như là đi làm hết á. Thì nó có nhà riêng hết trơn à. Dạ. Cái nào cũng có nhà riêng hết trơn à. Rồi có thằng trai Út thì nó làm ở thành phố. Dạ. Nó chưa có gia đình. Nói chung là ngày hôm qua ngày 21 tháng 11. Đúng rồi. Ngày hôm qua ngày 21. 21 tây á. Mà cũng 21 dưới luôn. Chiều tháng 10 đó, có 2 ngày 20 đó. Rồi tới sáng 21 cái gì đó. Vậy là còn để một ngày mơi nữa hả cô? Tới tối mơi mới chưa. Tối mơi là 12 giờ ha. Nói chung là cũng nghe chị con của chú, chị thứ hai nói là rước chú về nhà ở, chú không có chịu, bỏ ông đây không ai đốt nhang cho. Dạ. Nói là đi bỏ nhà không ai đốt nhang cho bác gái. Tại vì là chú ở đây cũng quen ha. Thì ở đây từ hồi xưa tới giờ luôn. Ờ quen rồi nên là chú đâu có chịu đi. Ờ vợ sát là cũng ở đây luôn. Ờ. Dạ dạ dạ. Vậy là chị hai có mấy đứa con? Có mình nó nè, mới vậy hết nè. Con được gần dữ nè. Ủa đâu mà hên dữ hả? Mới đâu kiếm đừng cái lo mặn không á chị tự. Cái thường về thăm ông ngoại không? Ít lắm, có đám gì thôi. Thôi. Nó làm không bởi vậy muốn tới chừng có con rồi có con không được nè. Ừ. Cũng hên cái dạng cũng để hơn. Một đứa hai nữa làm giấc. Thôi á. À, bà ngoại thì đi trước lâu rồi, ông ngoại thì cũng đi theo bà ngoại luôn rồi. Ông đừng ông đó mà ông ở nhà đó vườn tược ông sạch trơn luôn nè. Ổng lụm rác từ tới bên này xuống tới nhà ông em luôn á. Ổng rác bằng cái hai cái tay ổng không ổng nhổ 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 lên vậy nè. Nhổ cỏ nhổ đồ chứ vòng vòng đây chơi gì cỏ luôn á. Kỹ lắm.
kiểu như già rồi làm lắc sắc cho đỡ buồn. Con mình nhãn tự leo tự mé tự đốn. Ôi tự leo nhãn luôn hả chị? Không leo luôn hả? Tự leo tự mé luôn. Ôi. Có bữa ông vô lu lu xanh á. Nó vô lại đụng lụm lụm gác ở chổng ông ra đâu được đâu. Lú lên làm gì đâu. Nhưng mà ai đâu thấy? Ai đâu mà thấy? Còn người ta đi ruộng, người ta đi ruộng ngang cái nhà của người ta mới đổi ruộng nè. Dạ. Đó nhảy vô trong lu đó lùm gác đó. Đâu ra được đâu. Đất ơi. Mày không chết giống luôn một chợ đó rồi đó. Cái lu đó nó cao. Ừ. Không, lúc đó là có cái cây nhãn đằng đây nè cưng, lu đó để đằng đây nè. Dạ. Vô cái nhãn đi đó mày vô cái. Ờ. Bắt đầu mới đẩy rồi đó. Chắc chứ sao mỗi lần tao xuất lu chẳng là tao phải cờ leo lên cái lu một cột cái dây vô cái ghế đúng rồi cái dây vô cái ghế mình cầm xuống như nhặng mình ngồi mình leo lên ghế mình mới leo lên mình lên cờ quá ăn quá rồi đúng rồi nhãn rồi đó sợ không leo đúng rồi đó. Cô chị kể cô muốn mắc cười đó, leo vô cái lu rồi không ra được rồi ông đứng mà ông giơ tay vậy nè rồi cái đường này nó ngay cuốn phát ta đi ruộng dắt dặm đi lên nè rồi nhiều khi ta thấy dạ lâu lắm rồi đó cô ba ông này ông vô chọn mấy tiếng hồ nè cũng như là cô hôm nói không như là ngày xưa là chú vô trong cái lu đó thì cũng mới đây coi thì cũng cũng mấy tháng trước nay chứ gì mới đây thôi cũng như đi vô chổng đặng là xúc lu rồi hả ổng thấy lá cây gì vậy rồi gót chổng á ổng leo lên chậu leo lên nhìn vô xúc leo vô được mà không ra được trời ơi mà lúc ổng leo sao xúc được như vậy rồi người nào là cuốn người ta thấy ổng bơi vậy nè thấy ổng bơi cái tay lên vậy nè ổng không ra trời đất ơi như vậy là chắc lâu lắm rồi mấy tháng trước nha mấy tháng trước lỡ như người ta không có đi ngang luôn rồi sau rồi hỏi nha không chị hỏi ba lỡ người ta không đi ngang thấy không sao ba ông đóng cửa thấy áo thì ông dắt nào phun nước ông leo ra có nước chổng rồi sao leo lên được nè bởi vậy ông nói gì đó hỏi ông không trả lời với mình chứ đấy chổng mà đều rồi lưu rồi tại vì là chưa ở ngoài đây nó có một dắt chừng nào mới khô ở đây chỉ có một cái nhà rồi có một cái nhà một nè dắt chừng nào mới khô cứ lưu thôi mình hỏi ông lại dạ. Tội nghiệp á mà ngồi nhìn cái lu rồi đứng nếu mà ông không có bệnh khớp là chắc có lẽ không lên được Vậy là cái này là của chị nghĩ là chú đã chật chân rồi có thể là chú đã không mà nếu trời nhiều khi ông chật chân xuống rồi ông bị dập bẻ hoặc là ông gì vậy chứ bị cản mà khớp. Mà cái gì mà ông không có bị gì thì ông chật xuống ông leo lên được cô ba chú biết lỗi không cô ba biết chứ biết đó. Cái này giờ sợ nhiều khi ông sợ ông té xuống bị ông dập bẻ hay gì con sợ nhiều khi nếu mà chú dập xuống hay gì chú nín thở á cũng như là chán dán á và mương lên không nổi chứ cái mương này cạn mà mương cái nó tới tới đây hả sao ông dập bẻ hay là ông bị gì ông mương lên không nổi còn cái nâng ngập trời chứ nó chỉ già rồi chừng 10 phút là nó tắt thở mẹ cái 10 phút là nó thở nhiều khi ấy rồi nhiều khi xỉu bất tỉnh đi cái bến nó lại quá Thì ông chở xuống đó mà thí dụ ông không bị gì thì ông đừng lên được tao mà ông có thục mấy lần rồi vậy đó hả con mình cũng đi nhậu về mà cái mương cái mương đâu đây nè cũng cát chứ mà đều mương lạng không có nước rồi thằng em dưới nó lên bây giờ em dưới nhà nãy dưới nó lên nó thấy nó chịu lên mà thường thường chắc cũng hay nói vậy mới mất ông này ông chết chứ ông chết sình không ai hay đâu trời ơi là ai nói vậy cho cô thường thường thì như này cứ ở sớm chứ bà kể nghe rồi đó cái phần chứ nhiều khi ông hay nhậu mua ghiền cái tối ông ngủ thì ông chết cho con không ai hay tự nhiên mình nhiều khi ông ra mương rồi nè ông hay xuống mương nữa thì sợ ông chết không ai hay ông chết hụt lần dưới mương rồi đó xuống mình một miệng mình vui vui mình nói vui vui vậy ha không ngờ thì cô trời rồi cũng yếu rồi cũng cái dạng hồi đó ông đi mừng hồ ông nhậu quá trời luôn cái mình lớn tuổi rồi cái kiệt sức á cái cũng hơi yếu mà chứ tao chứ con không có bệnh vậy chứ cái mương con thấy mương vậy quá đơn giản đơn giản luôn rồi xuống đó thấy cũng thấy đau chết căng queo hả ví dụ là mà mình là biết lỗi đó con nghĩ cô là mình chật chân gì nó không nhầm nhò mày... tại vì cái này có thể là chú đã bệnh hay gì hay là chú có một cái gì đó ví dụ ổng không biết lỗi giờ cũng không có trách nữa nó cạn quá ổng tưởng cái ổng là cái vỏ đụng đất rồi đừng mỗi bữa lần là có thịt gà cho ổng ăn là ổng nói là ăn vô sợ nhức quá ổng khó quá nhiều khi lớn tuổi rồi trời ơi giờ ai cũng bị nhức bây giờ chứ tôi giờ tôi cũng bị nhức hôm qua này tôi đi ra đây tôi phụ việc mặt khác tôi xứng cho người này nam con kêu á dở cái miếng ngủ này ghê nó mới khô nữa cái này
nay nước ngập hay mưa chị? Mưa hôm đó nước nó mưa bệnh bịa luôn nha. Vậy đó hả? Mà nghĩ sao? Tạt nhà cửa tùm lum như ngoài sông vậy đó. Hôm nay lâu lắm rồi đâu có mưa. Không có mưa mà từ từ mất rồi. Nhưng mà biết sao không? Nhà cửa nó dột hết trơn à. Với hôm qua rồi nói nào ngay đó thì nói luôn. Dạ. Tại vì ổng chết như vậy nè, thấy cũng nghèo rồi xin hàng từ thiện. Dạ. Rồi gắng tính năng. Nói ngay tại vì không có ai làm chỗ. Dạ. Mấy đứa nhỏ nhỏ này nó cũng khờ. Ờ có chồng rồi đâu về kề không? Không ai làm chỗ nữa. Thì mình cứ xin hầm từ thiện. Xin từ thiện nhưng mà người ta cũng người ta vẫn cũng như là cho hàng từ thiện nhưng nha. Điện xin cũng như là người ta cũng như người ta mướn thầy, người ta mướn nhà, người ta mướn thầy tỉnh luôn. Nhưng mà cái thằng đó thì nó cũng cho hơi biết mưa rồi. Một cái y hình như là ở ngoài sân. Nhưng mà cái mở chính đó, mở chính nha. Là mở mấy cái này nè, tính là không có người tỉnh. Còn mới chạy về đi kêu người ngoài kia. Đó, còn cái người ngoài kia thì ta vô trước, đằng này ta chưa đem mình vô. Còn cái gì rồi cái bắt đầu hai bên rồi. Hai bên kêu lũ. Ta không biết hồi người nào. Hồi người nào. Không biết hồi người nào. Quýnh rồi, cũng như mà. Rồi bởi vì không có ai làm chủ. Dạ. Tại vì mấy chị mấy anh mấy em đồ đi làm người nào cũng ở xa không có về đâu có muốn về khách rồi cái gì? Rồi cái gì bà cái bà từ thiện thì bà vô cái bà cử bà nói đã người ta lãnh hết rồi cái đằng kia cái hồi ba hồi đằng này nó vệ sinh cái hàng thôi rồi cổ có người tỉnh có người nhà rồi đó rồi cái hồi không biết làm sao không biết người gốc ruột rồi cái không có nhà khách mà rồi giờ cái đằng này không có hồi đằng kia cái mướn cũng không có người ta giận với người ta nói giờ ta cực đám hết rồi đó, mấy không có nhà khách rồi không có mướn người ta giận đằng nào người ta cũng hai bên luôn rồi cái mình cũng nói nè thôi mà trong lúc tăng gia bó gối mình tăng ai cũng vậy mà không phải như là tăng gia thì lúc nào bó gối cũng có sơ sót thì thờ thông cảm cho nhau vậy cái bà mà cho hàng thì vô bác cử bác kêu vậy sao không thông cảm cho gia đình ta tí xíu ha chuyện với người nhà ai là chủ trong nhà này đây không được mẹ vậy hả không mẹ vậy hả còn nói trời ơi thôi giờ chị cũng thông cảm đi mấy đứa con nhỏ nhỏ không có thờ lắm chân gọn này cũng như mợ nó mới thấy vậy mà sao không có mà kêu vậy đó rồi gốc ruột cái không có nhà sắt cái gì chứ cái thôi nói vậy thôi kệ vòng vòng đi không có mưa vòng vòng mấy gốc cây vậy cũng mình có bạc mình che đỡ cũng được cô đây có bóng cây mà nhưng mà hôm mưa vậy đó mình nhờ đâu xui xẻo không quýnh đã mưa quá trời cũng quá trời đúng không không còn gì nữa cái nhà dưới nó y hệt như là nước nó như cái mương vậy đó tạm như là chú ra đi không ai hay ông trời em cũng mưa thương nó khai đường nước khai rồi nó không qua nó vậy nè trời ơi tháng này không có mưa đâu thôi không sao đâu vòng vòng ví dụ mình không có mình đi vòng vòng đây mắc cửa dạ mắc cửa ra lên xong gọi qua thì sao quất luôn mưa hôm này không bất nắng mưa gì mà ủa khi mà vớt chú lên là có chị lại không vớt lên xong rồi lột đồ ra thấy bộ đồ để nằm đó rồi đem ổng vô rồi chị mới lên lên thấy ổng đắp mờ lớp rồi không dám vớ mặt đương nhiên mà cái đó là chắc cái chú cũng đã biến dạng ha biến dạng biết rồi nó kinh nghiệm à rồi vậy vậy luôn hả cô biết rồi nó kinh nghiệm à bữa nay rồi mấy đứa này đứa có thể cho chân nghe không con về đâu có gặp mặt đâu vợ về dạy cảnh ta mà về gặp mặt vợ nghe chưa vợ bảo có ai nhờ chú về nhà vợ là đủ chứ biết sao cảnh nó hơi có bất phù không mình đẩy rồi mình dở rồi gì chị đó cũng như là đẩy là tới giờ cảnh nhưng mà mấy đứa kia về cũng như để vô hàng rồi dạ chưa có đóng khách lại dạ dạ mới về vô dở ra là thằng trai kéo chị ra rồi dạ cũng như là nó có mùi nó có mùi rồi nó cho như tôi ra tôi nghe chị ba này nghe em nè em nó cũng có mùi rồi thôi cũng hối dòm luôn hả cô không dạ để đứng ngoài này dòm thấy ông nằm thắm thắm đắp mặt thôi chứ không biết vô không ai thấy mặt vậy là tím nghiệm rồi đen đen cũng như là con rồi trong gia đình là không ai thấy mặt luôn á không ai thấy có một thằng rể đâu có một thằng rể là ngày mốt nhỏ mà thấy đứa nào chạy đây thì nó hả cặp mắt sao mà lội đi ra được? Dạ thằng ấy nó kể, cái dạng mà nó cá gì á? Mưa nó cá chê với cá chê nữa mà. Mưa đặt cá chê là nó cá chê thì mà được. Cá chê phải cá chê trắng cá gì? Ôi dòng mấy con cá đó nó ăn tạp. Mấy con cá đó nếu mà có cá là nó kỹ là phải rồi. Bộ chị nghe hô thằng cổ nó hô là lòi cái hai cái con mắt đi ra luôn hả chị? Không có đâu, nó hơi lòi. Nó hơi lòi kiểu như cá nó ghẻ mất thịt đó.
mất thịt mất nhầm nhầm luôn nè. Trời ơi tội lắm, ghẻ mắt rồi mà ghẻ tay chân nữa phải không? Nghe nói ông là sáng có cái chú là bằng cái áo xanh với tội cái nón xanh đó, chú của chú là người phát hiện đó. Chú làm ruộng đâu vô này nè chú gì đó, kiểu như thịt đây nè nó ăn hết rồi thấy con mắt nó lòi ra. Hồi là con mắt nó chưa ăn được không còn ăn cái mí xem tại vì mắt hiếp lại rồi. Không, nghe nói là con mắt mở. Mắt mở ra đem lên đây rồi mới vuốt lại chú mới nhắm lại. Ôi vậy đó bà cũng có hỏi nè. Là cái chú quặng áo xanh mà đội cái nón bo bự dáng xanh xác á. Ổng là người phát hiện luôn, ổng làm lúa này rồi ổng chạy vô. Vậy là ổng ăn vậy. Em kể cái cho nó là hai người nói la lên này phát tặng cái bên này nó vô hai tặng lên. Ôi vậy là con mắt mở hả? Em tính dở làm coi rồi. Ừ không con, chắc bự rồi hả, phình lên chưa, xình lên chưa? Chắc cái dạng ốm ớm á, ớm rồi, ớm một chắc chắn là một đêm đó luôn, dạng cho tới một đêm đó rồi, tới trưa mới hay. Trời ơi. Chắc cái thân ổng bự lên. Chắc là đậu xanh rồi, tím là đen rồi, đã chuẩn bị gã màu đen là bây giờ nó biến dạng. Hôm qua ông vô cơm nhưng mà mấy người ta nói mình không tím đen như chắc chắn, những đứa nào không biết. Cái đó mà để chừng ít nữa là chắc nó không nhìn ra luôn không con. Nhưng mà mấy cái đứa con là một ngày là đi vô đây bao nhiêu lần ha? Một tuần lễ, một tuần lễ đi vô một lần. Mà nhiều khi nó ở rảnh đó, cái nó dọc vô. Một tuần lễ là một đứa vô thăm lần. Rồi chú có xài điện thoại không? Chắc điện thoại hỏi thăm. Điện thoại của Bắc mà nhiều khi điện được, nhiều khi không. Không có sóng nha. Ông ghiền cái là vô mình tí ti vậy nè. Ghiền dữ lắm. Tội nghiệp không? Hên là cái thằng gì hô là nó đi nhổ núm gơm mà bữa đó không nhổ hay hên nó nha. Hôm qua đó. Hên đó. Chứ mà cái sáng ra mà nó vô. Không cô ơi, cái đó cũng cái điềm khiến đó cô. Cô nó mới vô á. Cô nghĩ mà thí dụ mà thằng đó mà bữa đó có núm gơm mà nó đi nhổ nữa thì bữa trước nó nhổ tối ngày luôn rồi, đó, nó đâu có. Biến dạng luôn. Cá là cá nó. Hôm qua nó kể hai người đi ruộng đây nè. Kiếm gì mà núm đang có núm. Kiếm vậy trời. Đang có núm mà nè, núm không có nhỏ. Gãy đâu kiếm nó chạy vô, phát hiện rồi hai người bên đây xà lúa mới ẩm lên. Cô ơi, cái lúc đó mà gãy không vô chắc con nghĩ cá ăn chắc hết cái mặt luôn á. Nhưng mà nói nằm ngay thì cái thằng chắc cũng không có tới mà hai ba bữa thì thằng em nghe cái này nè nó quá. Thì nó cũng khiến làm sao chứ mỗi ngày này nó sáng mình năm là nó lên rồi. Sáng năm mà lên mà hôm qua nó hôm qua bị bệnh, nó bị cảm bị miếng nó không lạnh bệnh gì nó chưa nó không có lên, yeah. Nó chưa có lên, rồi thằng ngoại nó vô trước đó, chứ thường thường mấy người vòng vòng đây này, ta cũng như nó sáng gặp bữa nào. Sáng bữa nào cũng lên cho em ngồi chân, rồi không có, ai cũng nói sáng bữa nào cũng đập chúng năm lên chở chơi nghe là lên đây nè, nói ngay thấy ngày yếu rồi cũng lên thăm chừng, yeah. Em với nha, yeah. Thấy anh hai là yếu rồi cũng nói ngày cũng sáng lên thăm, tối yeah. Lên thăm vậy đó, cũng lên thăm hoài. Mà sao hôm qua thấy sao mà ông với ông bệnh. Ông bị ngang như đầu nóng lạnh vậy ông không lên. Dạ. Rồi dạ. Rồi uống miếng nước đi, không uống không? Không có gì mà để che luôn. Dạ. Thôi kệ vậy đi, ở đây lá dừa cũng mát đó cô. Đi. Tội nói ra tính gà tội nghiệp chú quá hen cô. Ở con một mình rồi ra đi không ai hay luôn. Bữa đói bữa nay. Dài mấy cái lá xài này cũng là mấy con. Chú hả? Ừ, đó. Đây nè, mấy cái này là ông lấy tay ông nhổ nè. Thì là cả lắm cho mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì ngay chân là ngày 21 tháng 11 đó các bạn thì có một người chú thì đó thì mấy cô này nè, cũng ở sớm với là cô này là cô ba em của chú Tuấn. Dạ, tội nghiệp chú quá trời luôn. Nhà chú có thường đi ra đường này không cô? Đường này nè, ông bảy ổng nhổ cỏ nè. Xuống nhà em nè. Dạ, cái đường đi và cỏ vậy mà ổng nhổ sạch chân nè. Rồi, cũng như là chịu thấy bực bội chịu không? Ông dạ. Nào kỹ rồi thấy da chịu nổi. Dạ. Ông lụm từ miếng cát luôn. Rồi sạch chân gì nè, nó khỏe, cây vẫn đi lụm chân. Mà các bạn ơi, thường đến giờ đó các bạn thì cứ cho bạn.
chiều bữa nào sáng bữa nào sáng chiều luôn. Thằng bị dịch nó đi đâu tiêu chưa? Hồi nãy thường thường nó ngồi chỗ này, nó ngồi chỗ mình uống nước trà, mà hồi nãy có con rắn nó bò lên nó nằm dài ngay đó đó. Ôi ôi nằm ở đâu cô? Nó nằm dài nãy chú nghe cái bà nó đó rồi nó bò đi coi. Vậy đó hả? Đó, nó nằm chỗ nào cô chỉ con coi. Nè, con rắn. Trời ơi, nhận qua tao chạy xe giờ con rắn bò nãy nó bò đi hai lần. Ghê vậy. Dạ. À, nói con giỡn ốc luôn á chỗ. Chỗ nào đâu cô? Vậy là thường là chị hô là chú ngồi ngay chỗ nào? Ngồi chỗ này. Ê, ngồi nãy giờ chỗ con ngồi hả? Là ông ngồi. Mà sáng bữa nãy cô nói. Con nó... gắn hồi nãy con gắn nằm chỗ này. Trời ơi. Cô nói con sợ cái tới chỗ đó nãy con ngồi. Hồi nãy con gắn nằm ngồi chỗ này nè. Là chú chị nói là chú ngày thường là chú ngồi trên cái cây cột đó. Dắt cho sáng cho chiều thì cũng ngồi chỗ này nè. Giờ quạt góc đằng kia rồi là hôm nay là chú là con rắn nó nằm ngay chỗ đó luôn. Con rắn nằm ngay chỗ này. Nó bò lên hồi nào cô không hay hay gì? Không, nó bò vô tự ngoài nó bò vô cô biết. Cô thấy luôn. Thấy luôn. Còn mấy ẩm thằng coi thằng cháu đi ti ra ra nhìn con rắn. Dạ. Rồi con rắn nó bò từ bò qua đây. Rồi dắt sáng con rắn ở dưới sông luôn cũng vẫn bò lên. Nó nói trời ơi trời rắn thôi đến nay vô quá trời rắn vậy. Mày nói rắn tao mới nhớ chiều qua tao chạy về dặn dặn một con nữa. Trời ơi tôi cắt con rắn luôn. Ừ chị gặp rắn nó chạy ngay nó chạy cái này nè tao chạy ngay nó chạy. Ghê vậy. Rắn cũng bự hơn rắn cái thì chạy ngay nó chơi nhỏ này còn rắn nữa nè. Trời ơi sao kỳ vậy? Con bẩm không? Chiều qua tao chạy về là tao cắn ngắn luôn đó, nó chạy giữa bò luôn, tao nhăn cái tao đi chơi tao cắn nó luôn. Nãy gặp ngắn nằm chỗ đó rồi. Là thường thường chú ngồi ngay đây đi hả cô? Ờ chú ơi, chú Tấn con biết là sáng con ngồi ngay từng chỗ của chú phù hộ độ con nha chú Tấn. Ngồi đó đó. Bé nó cười. Thường ngại luôn. Chứ hồi nãy cô không nói. Cái ngại chẳng đẹp buồn thì xuống đi. Dạ. Đấy, kìa bà chính vô. Bà chính là em của bà nó như bà vô qua bà em dâu là hôm qua có bà không có bà bà tại cũng chứng kiến không đâu tổng vô vậy hả giờ chết dạ chào bà chính rồi ơi bà đi vô dạ dạ lên chảy nè chị mà em chảy nè bà gì á em bà xuống đây đó nhà trong đó là nhà của chú thứ năm hả nhà là nhà em cái nam em đó. Ông qua nghe hô, ổng gung tay chân hết rồi. Ông này nè, trời ơi, ổng cũng khỏe hết. Dạ. Mình nghĩ ngon nha. Nhìn qua chị tao cắt rắn là tại mày nói rắn tao rắn. Đâu khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ gì, nằm dài chỗ này nè. Mà rắn ở đâu dữ vậy hả dòng? Rắn bữa nay ngày nay quá, trời luôn, dưới sông bò lên con nữa. Mua số đi. Hả? Vậy mua số đi cô. Ừ, nghe nói hai bà ừ liền. Bé kia khoái cười đi kìa, nó hùng miệng. Tao nói vậy nha, tao nói chạy. Mà không biết tao chạy nhanh có cắn không đó. Mà không biết nghe khúc tao sống nhanh nha đâu. Tao chạy dạng nó vậy đó, cũng là mẹ cũng đậm chứ. Rồi thôi tao về đó, tao chạy ngay tao cắn nó luôn. Ở đâu có nó bọn ngang rồi, tao cắn nó. Tao chắc ngoài ruộng nó bằng khô rồi nó bò vô. Ở trong một cái này trong giường bệnh mà để cho mẹ. Mà thí dụ bò một con thôi mà đâu dữ. Ba con. Ba con. Dạ. Ở đây là hai con, bên đây con. Rồi. Con cảm ơn cô nha.